Rồi phía sau mình thì có phải tới 20-30 con Porsche từ già đến trẻ, từ cổ đến kim đang tụ tập ở ngay ngoài sảnh bằng các motor show của Porsche Club. Giờ mời anh em ngắm nghía nhá. GT3RS. Tiếp theo là Carrera. Này mang vào trường đua mà đua thôi. Đây, nó không chống lật này. Chứ nữa có xe nào lên mình sẽ cho bạn nghe tiếng âm thanh. Rồi. Đây là một con xe thời ở kìa. Nó cũng nói vậy thôi, nó cũng không ở kìa mà Carrera. Để mình đếm xem có bao nhiêu con. Phân biệt cái dòng Porsche này cũng là một cái câu chuyện. Phân biệt đủ các loại bản thường, bản turbo, bản dẫn động 4 bánh. Turbo dẫn động 4 bánh có 1 tỷ thứ. Wow, đây là một chú Carrera cổ. Không phải cổ mà, rất cổ luôn. Đây, Porsche Club Thái Lan. Úi dồi, đẹp nhờ. Con này phải 8 mấy không? 8X đấy nhờ. Rồi 8X luôn. Đấy, bao nhiêu năm rồi cái đuôi nó cứ cong cong. Cái đầu nó cứ mềm mềm. Đấy, nhìn ngang rồi không khác gì người phụ nữ đang nằm ở trên bãi biển đó, ở cái góc này này. Các nhiếp ảnh gia cũng rất thích chụp. Tiếp theo là Turbo, 911 Turbo. Turbo đời có cái... Thường thì các cái bản Turbo nó sẽ chênh hơn 100 mã nhờ. Có màu đỏ. Đồ thất đỏ. Đồ thất đỏ. Cũng 8 mấy chăng? Cái này cũng đời 8 mấy. Rồi, Porsche Club Classic. Đồ thất đỏ. Đồng hồ... Ôi nó bóng quá. Mặt đồng hồ phía sau cũng màu vàng, rất giống Ferrari, đẹp, rất đẹp luôn. Và tiếp theo là 911 Carrera S. Với những chiếc xe của Porsche thì cái tính cá nhân hóa cũng rất là cao, cực cao luôn. Thậm chí mình mua một chiếc xe cơ bản lắp đồ lên thì giá của đồ nó còn cao hơn cả giá của chính chiếc xe. Phía trước là một chiếc màu cam rất là đẹp, GT3RS. Bây giờ mà có một bác nào bác ấy để nổ lên thì thôi rồi luôn. GT3RS. Porsche là một hãng xe rất thành công khi mà biến những chiếc xe đua thành những chiếc xe chạy phố thương mại, tính thương mại hóa rất tốt, không chống lật. Con này vào đường đua là đua thôi, lao cản trô vẫn là chóng mặt luôn. Cái này có Sport Journal nhưng mà bóng quá. Sport Journal có, chắc là phải có. Đây, 718 Caymanet. Caymanet thì hiền hòa hơn, gầm cao hơn, êm ái hơn. Lướt phố cà phê. Wow. Đẹp. Nhìn này, mà các bạn có thể nhìn ngang nhé. Phía đây là 718 này. Phía sau là GT3 này. Đó, nhìn nó cứ na ná. Bao nhiêu năm rồi. Mấy em này đưa vào trường đua phát là đua thôi. Để chế độ thể thao Sport Plus rồi tắt để chế độ ESC, ESP thể thao nữa thì thôi rồi luôn. Rất đẹp luôn. GT2RS. Các bạn nhìn ở ghế đây. Ghế thể thao nhé, ghế đua luôn. Dây đai 4 điểm. Mũ bảo hiểm.
giày quần áo, găng tay, đua luôn, không chống lật. Gương ốp carbon, ốp hút gió này carbon. Thực ra carbon nó cũng là tiền, quy ra tiền hết. Những chiếc xe đây, nắp capo cũng carbon. Thực ra tất cả những chiếc siêu xe thậm chí là có thể đắt hơn nữa khi mà sử dụng vật liệu siêu nhẹ và siêu cứng như titan chẳng hạn. GT3, Porsche bên Porsche Club bên Thái Lan quá chơi luôn. Màu xanh, toàn thấy xanh đỏ vàng rồi. GTS, GTS đây. Cayman GTS. Cayman thì nhìn nó hiền hơn. Nhìn nó sẽ hiền hơn, nó sẽ không chiến bằng dòng 911 Carrera. Màu đỏ, màu vàng tương phản, rất chích chòe luôn mà. Đây, màu vàng sẫm lại còn trước lại còn màu vàng mới được. Chiếm 1.1 Carrera S phía trước, mùi mềm. Mình không biết là đếm được bao nhiêu chiếc nữa, làm một vòng đi. Rồi tiếp theo là GT3. Đó, trông nó rất chiến. Cayenne này thì Cayenne lại chạy động cơ diesel. Đấy, Cayenne. Bên Thái thì động cơ diesel được rất là chuộng ở 911 Carrera S này. Màu xanh rất đẹp. Này thì chắc chắn là chưa có khung chống lật rồi. Và này đi phố thì đẹp rồi, 718 Cayman phía trước. Cayman thì hệ thống phanh bình thường, phanh kia toàn phanh gấu carbon. Wow. Ôi rồi mình vừa đi ra đây thì một em chắc là GT3 RS thì đấy, nghe tiếng bô là hấp dẫn lắm, lại vừa đến. Thôi nhưng mà mình đi một vòng nha, đi một vòng rồi thì mình lướt lại. Màu trắng, màu đỏ, màu cam là những chiếc xe thể thao. Và thực sự Porsche cũng rất thành công với những chiếc xe SUV như là Cayenne và Macan. Đếm nào, đếm Porsche. 1 2 3 4. Không biết đếm này bao nhiêu tỷ. Bao nhiêu tỷ đây. Nhưng là mà ở Thái thì dân chơi nó cũng khác, quy tụ cũng nhiều. Ngày mà đi trên đường phố thì náo loạn luôn. Những đường nét quá kiều diễm, quá yêu kiều, nó có gì đấy mềm mại, nó có cái gì đấy hơi sexy, rất quyến rũ của Porsche. Hôm qua thì ở triển lãm Bangkok Motor Show có cái Miss Auto, tức là cuộc thi sắc đẹp giữa các em PG ở các hãng, lôi hết ra và đi diễu hành biểu diễn, bắt đầu ngồi chấm. Nếu mà có một cuộc chấm thi cho những dòng xe của Porsche thì thật tuyệt vời. Thật tuyệt vời. Lamborghini Urus. Rồi, đang kiểm tra trước khi được vào đấy, dò gì đấy thì các bạn chắc là biết. Những người ngồi trong nó siêu đẳng cấp luôn. Ôi.
Mệt quá. Nhìn xe này hơi mệt. Ngứa chân, ngứa tay. Úi dồi, em nãy mà vào Sepang luôn rồi, hoặc là vào đường Trang hoặc là gì đấy ở F1 này thì khỏi nói luôn. Ôi, anh em chọn đi, anh em chọn giúp mình con. Chọn giúp đi, mình cầm về cho. Dứt khoát kiểu gì mang về cho con. Đổi lại bằng một sub nhá. Anh em nói vui vậy thôi, anh em ủng hộ bằng cách subscribe kênh giúp cái. Rồi, chúc anh em luôn luôn là vui vẻ, hạnh phúc và ngon miệng. Xin chào và hẹn gặp lại.